sẽ tùy do mức độ đẹp trai của bạn nam. Tùy do mức độ đẹp trai của bạn nam. Ê, trai đẹp hả cưng? Bạn nam phải chịu em chứ, em phải biết đâu chứ. Còn em nè, em biết chụp ảnh. Chụp hình? Dạ, em thích đi du lịch. Đôi lúc là em hay quẩy ba lô em đi du lịch một mình luôn. Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Bạn nam phải chịu em chứ. Em phải chịu em chứ. Nhưng mà tùy theo độ đẹp trai, người ta đẹp trai quá sao? Có gì em không. Chỉ anh được không em? Hả? Có gì em chỉ anh được không? Không. Em phải biết nấu chứ. Biết nấu chứ. Anh có thể lên coi YouTube mà. Ok em. Em nhất định là không nấu ăn cho bạn trai mình ăn. Em sẽ rửa chén. Rửa chén. Và bạn trai mình phải nấu cho mình ăn. Đúng rồi. Rồi ví dụ như mai mốt mình về ở chung với nhà có ba mẹ chồng luôn rồi cũng hỏng nấu ăn cho ba mẹ luôn hả? Tư tưởng của em á là khi mà có chồng hay gì đó là dọn ra ở riêng. Ừ. Cụ thể hoàn cảnh nhà bạn trai neo đơn có mình bạn ấy rồi, ví dụ ba mẹ già ốm đau bệnh hoạn rồi làm sao? Ừ, em sẽ kiếm bạn trai khác. Em sẽ kiếm bạn trai khác. Trời trời, nhỏ này cũng nặng thẳng thiệt. Được cái ba mẹ em thì không có quan điểm là bắt làm dâu hay gì à. Nói chung ví dụ như sau này hai người lập nghiệp có thể ở riêng hay gì đó là làm sao, ví dụ bên đó bạn nữ thì cũng có ba mẹ à. Em có mẹ làm dư mình dành ra một cái khoản nào đó mình chạy qua chạy lại chăm sóc đôi bên phải không? Quan điểm là vậy. Vậy được không em? Vậy có kiếm bằng bạn trai khác không? Không. Để suy nghĩ. Trời ơi, suy nghĩ tùy theo độ đẹp trai. Được à, cô này được mà à. Bây giờ điểm yếu là gì? À, em có nói anh em rất là bướng. Có nghĩa là thí dụ như là em biết em sai thì đương nhiên là với khách hàng thì em sẽ xin lỗi. Ừ. Nhưng với bạn nam thì em sẽ gật nhưng mà không, em cũng vẫn làm theo ý em mà. Để tôi coi, để tôi coi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Để tôi coi là lúc mà cô gặp đúng cái người mà cô rung động đó, coi cổ có còn mạnh miệng nói như vậy không? Biết đâu nha. À, chào thầy giáo nè, thầy giáo dạy sử nè. À. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh thì nói chung là em người quá hoàn thiện, có thể biết. Quá hoàn thiện luôn hả? Dạ. Nói chung là em không có cái gì gọi là quá đáng về tật xấu cả. Ví dụ như là em không hút thuốc này, em không nhậu nhẹt thì chỉ có ít thôi ạ. Thích đánh bóng chuyền ạ. Và bữa nay thì em đang tập gym và tập boxing. Những cái môn rèn luyện sức khỏe rất tốt ạ. Tại là khả năng kinh tế của mình vẫn còn rất là hạn chế. Vì vậy em đang học và khởi nghiệp, mở thêm một cái kinh doanh online. Hy vọng là đến năm mình 30 tuổi thì mình có đủ điều kiện để chăm sóc cho những người thân của mình và những người mình yêu thương. Năm nay nhiêu rồi? Dạ, 27. 27. Dạ. Lập kế hoạch rõ ràng là mong muốn 3 năm nữa là cuộc sống nó khá hơn đúng không? Dạ đúng. Lo được cho những người mình yêu thương. Dạ. Còn có kế hoạch gì trong chuyện kết hôn không? Dạ, thực sự thì bố mẹ em rất là muốn có con dâu ạ. Nên em mong là trong vòng 1 năm hoặc một năm hơn gì đó thì mình có thể tìm được một đối tượng phù hợp để mình có thể tiến tới lâu dài hơn. Nhưng mà đã sẵn sàng mọi thứ để kết hôn chưa? Dạ, để nói mà sẵn sàng thì thực sự là không có biết bao nhiêu cho đủ cả chị ạ. Nhưng mà em tin tưởng là em có đủ khả năng để mà chuẩn bị những thứ tốt nhất cho bạn ấy. Ừ, ok. Vậy còn điểm yếu của mình nãy giờ nghe tốt quá. Tuyệt quá trời luôn á. Em hay sợ những con vịt mà bò sát, ví dụ như là rắn, là dân ở vùng gọi là vùng lũ á. Nhưng mà thực sự là em không biết bơi, chưa bao giờ tắm sông luôn. Ở vùng lũ không biết bơi. Dạ. Trời đất ơi. Em có cái tin hay quên ạ, nên em hy vọng là sẽ có một người nào đó nhắc cho mình suốt cuộc đời này. Trời ơi, nhắc mà nhắc suốt cuộc đời luôn ha. Chết rồi. Giống mẹ ơi, giống mẹ ơi. Rồi, hy vọng hôm nay thầy sẽ được như ý nguyện. Ừ, đâu, nhắc là anh ơi tháng này chưa đưa lương nữa nha, rồi ví dụ vậy rồi. Anh ơi anh ơi chưa nấu cơm anh ơi, anh ơi chưa giặt đồ anh ơi, anh ơi con chưa bú anh ơi. Nhắc lia lịa, nhắc lia lịa. Thấy ổn không em? Em thấy dụ có một người vợ vậy em thấy ổn không? Quá ok luôn nè. Quá ok luôn ơi. Thầy nói thầy nhớ nha thầy. Dạ. Dạ, thực sự thì em cũng chỉ mong là có một người nào có thể nhắc mình hoài mà nhắc hoài không có chán. Rồi, ok. Sợ nói câu đó xong là lát nữa 2 phút sau là quên liền hả vậy? Rồi, bây giờ mời Cẩm Tiên. Cẩm Tiên ngồi ở ghế màu xanh. Cái nấm lùn. Ưu điểm của em là biết nấu ăn, thích làm thiện nguyện và có biết hát, độc lập về tài chính. Về khuyết điểm thì em là một người hay quên. Cho nên là khi nghe bạn nam bên kia nói hay quên thì... Tại vì em hay quên là những chuyện lặt vặt á, em còn có cái người nhắc nhở thì em mới nhớ. Chết rồi. Hai bên mà bên nào cũng hay quên, bên nào cũng muốn người nhắc. Dạ. Em có biết hát, là biết hát cái loại nhạc gì? Dạ, em hát được bolero hoặc là nhạc những bài ballad. Ballad. Mình làm thử khúc bolero đổi không khí đi em. Mời em. Sớm tụ rồi. Sớm tụ phải. Thật ra qua nay con bạn thân em nó tập cho em một cái bài là chết là tự nhiên quên tên. Tàu về quê hương. Tàu về quê hương. Đó, bạn thân nhắc liền luôn. Anh ơi Đô Thành, ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau luôn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Cảm ơn mọi người ạ. Oh yeah. Style mới là vừa hát bolero vừa mix rap vô luôn á. Biết rap không không? Em đọc rap cũng được nhưng mà nó không hay lắm. Kệ chơi luôn cái hát đó là hay rồi, bây giờ đọc rap còn hay hơn nữa. Ở đây là màn rap của rap nem cái nắm luôn. Dạ em cũng xin rap một đoạn nhỏ trong bài Ngày Anh Nhớ Em của Ron ạ. Hạnh phúc khó khăn lắm mình mới có được, vì thế nên em đâu dám đem ra cá cược. Cuộc sống em giờ có anh như vậy là đủ. Em không muốn yêu ai hay quay lại người cũ, đơn giản vì em xác định được mình thương ai. Em muốn mình cố gắng hơn nhiều cho tương lai, mặc kệ con đường này đi nhiều chướng ngại. Em sẽ cố dẫn anh theo nếu lỡ anh vướng lại. Hôm nay trời mưa to hơn mọi ngày, vì như thế làm em nghĩ đến anh trong mỗi giây. Trong cơn mưa hôm nay sao lại có nắng, giống như em trong lòng cũng đang nhiều trống vắng. Chắc là do tim em đang cần ai đó, có phải là anh, một bàn tay hay bờ vai nhỏ. Suy nghĩ trong em có chăng anh hiểu rõ, lãng mạn và yêu anh, mong anh một ngày sẽ hiểu nó. Wow, wow. Ghê, ghê, trời ơi, với cái bài rap em vừa nói hết những cái tâm tư, tình cảm, tâm sự luôn. Em cảm xúc của hai bạn nam như thế nào hết luôn á trời. Sao thầy giáo nghe sao? Bolero được, rap dữ luôn. Dạ, đủ luôn rồi, đủ luôn rồi. Đủ luôn hả? Dạ, quá dữ. Còn em thì sao? Em bạn hát rất là chuẩn đó chị. Chuẩn luôn hả? Hay lắm, em cũng thích hát nên em thấy. Thích hát hả? Làm luôn em, hát luôn đi. Để nhà trai mình lép vế hay sao? Wow. Rồi. Đúng rồi, thì hôm nay em đến đây em cũng góp vô một đoạn. Đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ chẳng yêu một ai, sẽ chẳng cần lâu dài. Ngày tháng cứ thế trôi rằng trôi, chỉ có tôi và tôi, cô đơn là niềm vui. Rồi tình cờ đang ghé qua, cười thật tươi trước nhà, làm lòng tôi biết là trái tim tôi khờ dại, có lẽ đã yêu lần hai. Em xin hết. Wow. Yeah. Bài hát lạ quá, tôi mới nghe lần đầu luôn á. Rồi tình trường như thế nào? Em đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi? Em trải qua ba mối tình ạ. Ba mối tình. Dạ. Mối tình đầu tiên thì lúc học cấp 3, nó kéo dài hơn 3 năm. Em phát hiện là bạn đó thật ra rất là tốt với em, nhưng mà không chỉ em mà còn với những em khác nữa. Nên là em mới dừng lại. Mối tình thứ hai là lúc em đi làm thì trong một chuyến đi chơi em có cái bạn nam đó có cách cư xử nó rất khác với một bé trong nhóm. Người đi chơi chung một nhóm mà thấy là bạn trai của mình có tình ý với cái người khác phải không? Dạ đúng rồi. Em hỏi bạn đó là có hay không, bạn đó mới khẳng định là không. Xong thời gian thì bạn đó nói là với em là chỉ là xem em là em gái mưa thôi. Xem em là em gái mưa thôi hả? Rồi một tháng sau thì bạn đó công khai trên Facebook với chính cái bạn nữ đó. Trời ơi, vậy là cái cảm nhận của em là đúng phải không em? Dạ, đôi khi em cũng sợ cái linh cảm của mình lắm á chị. Cho nên là em mới quyết định dừng lại. Rồi, mối tình cuối cùng hơn 4 tháng. Cả hai có cái tương lai là sẽ đi đến kết hôn khi mà tìm hiểu tầm 1 đến 2 năm. Tốt quá rồi, sao không tiến tới mà rồi, sao nữa nè. Cái khúc này nè, sau thời gian quen nhau thì em ấy phát hiện thì ra mình chỉ là cái người thay thế thôi. Cho nên những cái dự định đó thật ra nó đang dang dở với cái người cũ của bạn đó thôi. Thì em mới thôi dừng lại. Em để lắp vô chỗ trống đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà lần này có nhiều khi cảm xúc của em sai không? Dạ em cũng có trao đổi với bạn đó. Thì bạn đó mới nói là thôi chỉ làm bạn thôi. Trời. Cho nên là em muốn dừng lại để bản thân mình không bị tổn thương nữa. Mà em chia tay cái mối tình đó bao lâu rồi? Dạ cũng gần tháng rồi chị Tường. Mới có 1 tháng à? Nhưng mà bản thân em đã quên được cái người yêu cũ đó chưa? Dạ thật ra em không gọi là quên, xem đó là những cái kỷ niệm đẹp bạn đó đã góp trong cái phần thanh xuân của em. Em biết chia tay thì thực sự rất là buồn bởi vì em đã trải qua điều đó. Nhưng mà em hy vọng là bạn nữ có thể tiếp tục với những cái nhân duyên mới của tương lai ạ. Rồi, cảm ơn em đã đồng cảm ha, và có một cái suy nghĩ rất là tích cực. Rồi riêng mình thì sao? Thực sự thì chuyện tình của em nó cũng mang màu sắc gì đó nó hơi buồn buồn. Dạ, thực sự thì em cũng có một mối tình mang lại rất nhiều cảm xúc và thực sự bọn em đã định tiến đến lâu dài với nhau. Nhưng mà hồi đó em có một cái tính là muốn làm việc gì á, thì mình quá chu toàn. Rồi dần dần thì không hiểu sao em càng bị sa đà. Trong y học thì người ta hay gọi là có dấu hiệu gọi là tự kỷ và trầm cảm một xíu. Sau một thời gian thì bạn ấy chọn một con đường mới và em cũng tôn trọng quyết định của bạn ấy. Thực sự lúc đó em rất là đau lòng luôn á. Anh với chị Tường rất là tin tưởng em và tin em nói thiệt chứ không phải là cứ thật sự hoài đâu. Thật sự không biết bao nhiêu cái thật sự luôn đó. Đó cũng là một dấu hiệu của stress và trầm cảm đó nha. Không quản lý được ngôn từ và cảm xúc của mình, nói chậm lại, từ tốn và kiểm soát lời mình, bình tâm lại không gì hết. Thầy giáo. Dạ, thực sự thì đó, thấy chưa? Dạ. Thực sự là em rất là cảm xúc ạ, nên chị biết cảm xúc thì có thể là hơi bị kích động xíu, trong người nó hơi thả lỏng ra thôi. Một người sống rất là tình cảm. Bây giờ quay lại với Quý thì tình trường của Quý như thế nào? Dạ em thì được 2 mối tình chị. Em quen bạn nữ đó thì được hơn 2 năm á. 2 năm? Dạ. Trong lúc em làm việc thao tác cái em có bị chấn thương á, nằm viện gần hơn 2 tháng rồi. Mà lúc đó nhà em cũng khó khăn, cái đời em quyết định em xuất viện em về quê. Lúc đầu thì về quê tầm 1 tháng thì bạn nó cũng vẫn liên lạc, điện thoại quan tâm bình thường. Rồi xong rồi người ta cũng báo lại thì bé nó cũng là có quen một người khác. Rồi trong thời gian em học rồi em làm em cũng có quen thêm một bạn nữ nữa. Bạn đó kiểu như bên đạo á chị, mà không có giấu, mà kiểu như giấu em á. Nhưng mà đó là cái dạng như ba mẹ em sau này thì cho nên em cũng nói rõ ràng thì chia tay. Dạ. Minh, tình trường của em sao Minh? Đây nè. Thật ra em có 12 mối. 12 mối. Lần đầu tiên có một cô gái. Trong đó có 4 mối là sâu sắc. 4 mối là sâu sắc. Còn lại là thuộc dạng đang tìm hiểu và không cảm thấy hạp nên dừng. Crush đồ hả? Cá tính ha, ngon ha, mạnh mẽ ha. Hết hồn hết vía. Tôi lần đầu tiên tôi thấy có cô gái lên đây mà dám nói có 12 mối tình. Không, chỉ là crush thôi thì mình tính mối cũng được mà. Rồi. Cái mối tình đầu thì em với bạn đó quen nhau được 8 năm. Trời ơi, 8 năm luôn. Quen được thời gian cái sẽ chán xong rồi cái nít nữa mà. Tình cảm tôi học trò mà. Bạn nam đó đi tà lưa với bạn khác. Tà lưa hả? Cho lên ở trên luôn. Mạng hay gì đó. Mà cái tính em thì trước giờ là em thấy nhưng em không có nói. Nói chung là sẽ tha thứ cho người ta khá nhiều lần. Nhưng mà nói chung là giờ chẳng lẽ mình bị tổn thương hoài. Rồi xong được. Cái lúc bạn đó đi du học thì em quyết định là kiểu thôi giải thoát nhau luôn đi. Sẵn tiện luôn hả? Đúng rồi, tiện tay á, kiểu như vậy đó, giải thoát nhau luôn đi. Tiện tay là thôi giải thoát nhau luôn đi. Tiếp là 8 năm. Rồi thì sau đó không hiểu sao bị ám như sao á chị, những cái mối tình sao mà những cái người quen sao nó ngắn mấy tháng. Cao nhất á là 1 năm. Thấp nhất á là 1 ngày, đó là khi mà bạn nam tỏ tình với em. 1 ngày tính mối tình luôn hả em? Rồi thì bạn nam tỏ tình với em, cái em mới thấy là cũng được. Xong rồi cái sáng hôm sau em mới thấy con thấy kỳ quá, thấy tụt mút quá. Nên là em mới nhắn lại là thôi mình làm bạn thôi. Vậy là gọi là một mối tình đó hả em? Trời ơi, tôi hiểu rồi, tôi về chỗ. Trời ơi, tôi nghe bà kể chuyện sau đầu đuôi nó. Sau đậm thứ 2 là bạn nam tính hơi gia trưởng nên là hay kiểm soát. Có nghĩa là mới đầu vô mình nhìn một người partner của mình nó hào nhoáng lắm. Nhưng mình rờ vô mình mới biết. Rờ cái bộ phận nào của người ta vậy? Rờ vô tính xấu người ta mới biết. Rờ vô đụng ngay tính xấu mới biết được hả? Đúng rồi. Gia thì trưởng. Cũng dùng dần được khoảng 1 năm. Một hạt rồi mới chia tay. Em lót Facebook bạn đó luôn. Anh chị có nghe câu yêu nhau vì nhan sắc không? Yêu nhau, hồi nãy anh có nghe đó. Tùy theo độ đẹp trai đồ đó. Anh nghe loáng thoáng hồi nãy cô gái nào nói có câu đó. Em chụp hình cho cái nhà hàng của anh đó. Mà lúc đó mặt em không có make up. Xong cái ảnh cho em một cái voucher ăn 1 triệu. Cái xong cái hôm sau cái em make up lên, cái em lượn vô nhà hàng ảnh. Cái ảnh mới nói trời Minh, sao em nhìn khác quá vậy? Rồi sao? Ảnh cưới em, bắt đầu cũng ngồi tích. Cũng đẹp trai nè, cũng có mang việc làm ổn nè, rồi cũng cao nè. Đó thì cũng rớ vô rồi. Yêu. Nhưng mà yêu xong mới biết lụy tình. Ai lụy ai? Ảnh lụy. Mà em là dạng con gái yêu thiên về lý trí khá là nhiều. Làm sao dứt được? Ảnh đi Hà Nội về cái ảnh phì ra, mập ra thì hết đẹp trai quá, rồi hết tội luôn, hết trách nhiệm bỏ luôn. Rồi cái em mới nói là thôi em nghĩ là em hết yêu ảnh rồi, mình nên buông nhau đi. Dứt điểm, dứt khoát đó. Mới có cuộc tình thứ 3 thôi đó chị Tường, còn mấy kia đều nhỏ. Bởi chị nói với em nghe, em đừng có ham cái mã đẹp trai đó. Tao nói mà mấy người đẹp trai quá là tính xấu nhiều lắm, từ nó cũng lòi à. Bớt mê trai đẹp lại đi. Em thấy mà bạn nam nào khi cua gái cũng đáng gồng lên vậy nè. Xô hết như con cong nó xòe đuôi ra vậy đó. Rồi 12 mối tình, nhưng mà tại sao em lại không tiếp tục để mà chinh phục những người đẹp đàn ông đẹp trai nữa mà phải ngưng tới 2 năm lận. Tại thật ra là lúc trong cái tiến trình đó thì vẫn có nhiều bạn nam theo em, nhưng mà kiểu chưa bằng người yêu cũ. Chưa bằng người yêu cũ. Giờ là phải kiếm lên trên. Hay bữa nay có đem theo hình mấy người yêu cũ không? Không. Trời ơi, phải biết cho chị coi luôn, không được chị giải tán hai bên này luôn trên rồi. Chứ mất công rồi đó. Chị mở cửa ra rồi em nói chưa bằng người yêu cũ, tổn thương hai bạn trai của chị. Trời ơi thiệt á. Bữa nay là bên đàn gái có một nhân vật rất là quý hiểm nha. Sao quý? Nghe tình trường 12 mối tình của cô gái bên kia em thấy sao? Cái nào thiếu thì em bù vô chị. Thiếu em bù vô hả? Thiếu em bù vô. Để coi hôm nay bù được không nha. Không á, thiệt chứ bộ, nhiều khi là đây là đỉnh của đỉnh luôn rồi. Nhưng mà giờ cái mẫu người yêu lý tưởng của Quý là như thế nào? Vui tính xíu. Vui, nãy giờ em thấy vui không? Vui không? Nói chuyện cười, quá cười luôn. Quá vui. Quá vui, gì nữa? Còn nhiều động tác hề lắm nha. Với lại bạn gái cao tầm 1m58 đổ lên là được. Được. Biết nấu ăn xíu, hồi nãy em cũng có nói rồi. Biết nấu ăn xíu hả? Mà chết chà, nhưng hơi bị sái không chịu nấu. Rửa chén thì được, nhưng mà người bạn trai phải nấu cho cổ ăn. Vậy sẵn dịp em về, em như bạn nói nãy lên YouTube học rồi hai đứa học luôn. Ừ, còn hai đứa học luôn. Rồi xong rồi nấu ra thì mạnh người này thưởng thức của người kia, thưởng thức ai nấu cũng được. Đi ăn cơm tiệm đi anh, ăn cơm tiệm đi anh. Mình có cái điều gì mình không thích ở người con gái không? Em không thích con gái mà cái kiểu như là nhiều chuyện á. Chuyện bà tám á. Rồi không xăm, dễ nhìn xíu là được rồi. Dễ nhìn xíu là được rồi. Biết tôn trọng người lớn là được. Khoan, bây giờ hỏi bà gu bảo sao nè? Gu nè, đẹp trai, anh đoán nè. Đúng rồi, đẹp trai. Đẹp trai là tiêu chí. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa nè? Cao. Chi tiền cho em đi. Chi tiền gì? Chi tiền cho em đi. À, như là hỗ trợ kinh tế cho em. Ok, em tự lập vẫn được, nhưng mà không, em muốn bạn nam chi tiền cho em nữa. Ví dụ như là em xài cho những khoản nào? Mua đồ mặc. Đi đầu tư gì? Chứng khoán, bất động sản. Trời. Bitcoin, nhưng mà Bitcoin đang sập rồi. Chắc tôi đi về, hôm nay tôi nghĩ mai mối quá. Mà nói về em đầu tư thành công hay thất bại? Cũng có thành công. Lợi nhiêu? Cũng nhiều mà. Rồi sao không lấy tiền đó đi đầu tư tiếp đi, rồi cũng phải kêu con trai đưa tiền đi đầu tư chi vậy? Thì trai cho tiền mình đi đầu tư, xong mình chia lại cho trai. Có chia lại cho trai luôn hả? Thì trai chia lại cho em, người ta gọi là hoa hồng. Đầu tư. Dạo này kinh doanh có lãi không? Đang dịch rồi chị, tạm thời pending. Cho nên giờ đang cần người đầu tư tiếp phải không? Đúng rồi. Rồi hy vọng hôm nay em có được người đầu tư nha. Chứ chị thấy chị hoang mang muốn bỏ nghề giải nghiệp rồi đó. Còn chị làm mai làm mối cũng nhiều ca lắm mà ca này chị thấy hơi căng rồi đó. Không, mà cô bé này nãy nói đúng, ưu điểm là vui tính. Vui tính hả? Yếu là vui tính, là cô bé này quen thân cô bé này lúc nào cũng cười hết. Không thể nào buồn. Nhưng mà sao cái nụ cười đó toát mồ hôi hột đó em, căng á, cười mà cười này cười căng lắm. Đừng có để cho cô bé này rờ trúng ngay cái điểm xấu là mệt nữa nha. Căng lắm. Thôi quay qua cô bé dễ thương Nấm Lùn nè. Nấm Lùn thích người yêu sao Nấm Lùn? Em chỉ cần cái người bạn trai của mình là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người yêu, biết cách cư xử với mọi người và độc lập về tài chính, về cuộc sống. Em Cương biết nấu ăn không? Dạ biết. Có sẵn sàng nấu ăn cho bạn trai ăn không? Cho chồng ăn không? Thật ra thì em nấu cũng được, nhưng mà em muốn việc nấu ăn á là cả hai cùng chia sẻ với nhau. Rồi, ok, đồng ý. Có thích ảnh chi tiền cho mình đầu tư không? Thật ra về kinh tế thì em nghĩ là cả hai nên độc lập. Em thích bạn nam có quỷ đen hơn. Nói gì kỳ vậy? Nữa sao bữa nay ca khó không vậy? Sao thích? Tại vì em không thích người nam đưa hết tiền cho mình. Nếu mà thực sự có tiến xa thì cả hai sẽ đóng một cái quỹ chung, và cái quỹ chung đó để thực hiện những cái dự định tương lai. Phần còn lại thì em nghĩ là cả hai nên có một phần nào đó giữ riêng cho mình để sinh hoạt, giống như là đi ăn uống bên ngoài. Cái đó mình chỉ dùng từ là mình có cái khoản riêng để chi tiêu cá nhân thôi. Dạ đúng rồi. Em dùng cái từ quỷ đen là nó ghê lắm, quỷ đen là những cái gì nó đen tối. Bây giờ thì mình sẽ hỏi ý kiến của người thân. Phía bên dưới thì Tường thấy là có một chú nha. Chú là người nhà của ai ạ? Chú là người nhà của Trương Gia Quý ạ. Dạ, người nhà của Quý. Chú là gì của Quý ạ chú? Tía. Tía. Dạ, chào Tía. Dạ Tía, hôm nay Tía đi theo coi nãy giờ rồi, Tía có suy nghĩ sao nè, Tía phát biểu nè. Cái chỗ ghế xanh nè, hợp với Quý á, nói chuyện là một, hai nữa là tính nết cũng phù hợp với Quý á. Cảm ơn chú nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, rồi đó là ý kiến để cho Quý có thể tham khảo thêm. Chào em gái, mình là đi theo ai? Dạ, em chào chị Tường, chào anh Đạt cùng tất cả mọi người. Hôm nay mặt em kích ứng nên em xin phép chương trình cho em đeo khẩu trang. Dạ em là bạn của Tiên ạ. Rồi bạn của Tiên nắm lùn phải không? Dạ. Rồi Tiên ơi, hai bạn nam bên đây á, thì khá là ổn áp. Nhưng mà Ly nghĩ á, cái gu của Tiên á, là sẽ là cái bạn ghế màu xanh á. Thì với cái tâm sự của bạn ghế xanh từ nãy tới giờ á, thì em nghĩ là bạn ghế xanh sẽ chịu được cái tính của bạn em. Cảm ơn em, đó là những ý kiến từ bạn người thân xanh. Hy vọng là giúp ích được rất nhiều cho các chàng trai, các cô gái của mình khi mà lựa chọn. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì đã có đầy đủ thông tin rồi. Đạt ơi, Đạt ơi. Dạ, dạ, mình mở cửa trái tim đi. Còn gì nữa, cho hai bên gặp gỡ nhau nè. Mở cửa trái tim. Wow.